Đêm nhạc cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín không suôn sẻ. Tình nghệ sĩ diễn ra tại sân khấu Trống Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự yêu thương của khán giả và người hâm mộ, đêm nhạc do nhạc sĩ Tô Hiếu đứng ra tổ chức để hiện thực hóa ước mơ tổ chức một đêm nhạc cuối đời, gửi lời tâm nguyện của Thương Tín. Ngoài Thương Tín là nhân vật chính, đêm nhạc tình nghệ sĩ còn có sự góp mặt của các ca sĩ Đình Cường, Trọng Nghĩa, Thanh Tùng, Phi Bằng, Hoài Ly, vân vân. Đêm nhạc mang ý nghĩa đặc biệt, gây quỹ từ thiện để giúp đỡ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn như Mạc Can, Hồng Sát, Vũ Quang. Trong họp báo trước đêm nhạc, diễn viên Thương Tín từng chia sẻ, ông sẽ hát 3 bài trong đêm nhạc gồm Hoa Trinh Nữ, Tình Cây Và Đất, Dã Từ. Thương Tín nói, tôi không phải ca sĩ nên dành thời gian tập luyện và giữ sức khỏe phải thật tốt để có thể hát được trọn vẹn 3 ca khúc. Biết khán giả đến gặp tôi không quan trọng đến giọng hát, nhưng tôi cũng phải hát làm sao cho nghe được. Dù dày công tập luyện và gìn giữ sức khỏe tốt, nhưng sau khi trình diễn ca khúc đầu tiên là Hoa Trinh Nữ, Thương Tín cảm thấy mệt và không thể hoàn thành 2 ca khúc còn lại. Điều này khiến khán giả tiếc nuối vì không được nghe Thương Tín hát nhiều, đồng thời khiến khán giả lo lắng về sức khỏe của nam diễn viên. Nhạc sĩ Tô Hiếu, đạo diễn, trưởng ban tổ chức cho biết toàn bộ doanh thu từ bán vé sẽ được trao cho nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sát và Vũ Quang. Nói về đêm nhạc ý nghĩa này, Thương Tín chia sẻ, qua cơn dịch vừa rồi có nhiều người khổ, mình cũng là người khổ. Tuy nhiên mình thấy những người nghệ sĩ khác khổ hơn mình, nên bản thân mình giúp được gì, làm được gì cho họ thì làm.